Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GearVN và một tuần nữa chúng ta lại đến với số hỏi đáp thứ 3 của năm 2021. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng quên để lại ở dưới phần comment và mình sẽ đọc ở đường lên số tiếp theo. Và tuần này chúng ta sẽ có những câu hỏi liên quan tới việc trải nghiệm game và lên màn hình như thế nào. Ok, cùng bắt đầu nhé. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Satan Channel. Bạn này rất quen ở trên kênh của bọn mình thì có đặt câu hỏi như sau: Hi Given, em muốn hỏi là chuyện gì thật sự sẽ xảy ra khi mà gắn 3080 lên nguồn 650W? Em gắn thì vẫn sử dụng được nhưng không biết về lâu dài thì nó sẽ như thế nào. Về bản chất thì 3080 đã yêu cầu một cái power requirement, tức là cái nguồn cấp điện yêu cầu đầu vào nó sẽ là cao hơn rồi. Và với các cái nguồn 650W hiện tại theo mình được test thì đa phần nha, các cái nguồn trước á, thì nó đều sử dụng với hai cổng 8 pin dành cho cấp điện cho VGA. Thì hiện tại đối với 3080 thì câu chuyện nó khác chút xíu. Cái 3080 á, thì nó sẽ chia ra gồm có nhóm là Foundation cùng với những cái mà nó hơi thấp hơn một xíu. Tuy nhiên với những cái mà nó cao cấp hơn thì đa số nó đều đang sử dụng là 3 nguồn 8 pin, cho nên chắc chắn là cái 650 nó không có đủ để cắm. Mà nếu trong trường hợp giả sử là bạn sử dụng một cái là hai nguồn hoặc là bằng cách nào đó mà bạn vẫn cắm đủ thì chuyện gì nó xảy ra? Đơn giản thôi, lúc mà bạn mở máy lên nó vẫn có thể hoạt động được, không phải là bị sập liền đâu, nhưng mà bạn chỉ cần vào game nặng một phát thôi là nó sẽ sập ngay lập tức. Về với trả lời của anh Tiến vừa rồi thì thật ra là nó cũng chưa hẳn là tất cả mọi game các bạn đều sẽ bị. Tuy nhiên thì trong tình huống là các bạn sử dụng lâu dài thì đương nhiên là không nên. Với 3080 thì yêu cầu một bộ nguồn nó phải là khoảng hiện tại an toàn là khoảng 700 á. Đấy, thì khi đó thì các bạn sẽ có được một cái hiệu suất nó tốt nhất và anh em sử dụng cũng không sợ là nó bị lỗi. Tại vì trong tình huống là mình thấy là 3080 thì thường là anh em sẽ đi với những cái cấu hình khá là cao đúng không? Bèo bèo cũng phải là i7, i7 đời 10 hoặc là i9 đời 10. Cho nên là nếu như các bạn sử dụng các cái cấu hình như thế, CPU như thế và anh em sử dụng cho những cái tác vụ chơi game nặng thì về lâu về dài đương nhiên là không ổn. Câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Silent Boy. Câu hỏi của bạn như sau: GearVN ơi, cho em hỏi với ạ, làm cách nào để bật cái phần connect ở trên Windows 10 cho PC khi nó ghi không được hỗ trợ ạ? Mình đang nghĩ là ở đây bạn chưa có kích hoạt wireless cho cái máy tính của mình. Thường nha, đối với một số những cái chiếc máy tính mà theo kiểu là nó không có wifi sẵn á thì thường là máy sẽ ghi là không hỗ trợ. Trong tình huống là các bạn, nếu như cái mainboard của bạn có hỗ trợ wireless, tức là wifi đó, thì bạn có thể kích hoạt nó lên ở trong cái phần cài đặt của Windows, cái đường dẫn mà mình đang để phía bên dưới. Và kèm theo đó nữa thì bọn mình đang có một cái video trên màn hình các bạn đang coi rồi đó. Thì về căn bản nếu như cái main của bạn còn không có hỗ trợ wifi nữa mà vẫn muốn sử dụng tính năng này thì các bạn phải bắt buộc mua một cái dock wifi rồi. Nó có thể là qua USB, có thể là qua Care PCIe. Mình thì mình thích cái PCIe hơn bởi vì nó cho cái độ ổn định tốt hơn rất là nhiều. Đấy, nên là nếu như các bạn muốn sử dụng cái đó thì các bạn cần phải có wifi cho cái PC của mình đã. Còn tiếp theo có một bạn mang tên là Garavin thì bạn có hỏi á, đây là lần đầu tiên em đặt câu hỏi cho GearVN, mong admin trả lời câu hỏi như sau. Hiện tại thì mình đang xài dòng VGA là Radeon RX 570 Gaming 4GB, khi vào tất cả các game khác như là LOL, FIFA Online 4, CSGO thì nhiệt độ rất bình thường, nhưng khi vào game PUBG PC thì nhiệt độ lên toàn khoảng trên 80 độ, có khi lên tới khoảng 89 độ, nên mình rất lo về tuổi thọ của em nó. Và mình có tìm hiểu cách để hạ nhiệt độ từ phần mềm MSI Afterburner, bao gồm chỉnh tốc độ fan và hạ chỉ số power limit xuống 3 mức, -10, -20 và -30. Nó giống như là kiểu là undervolt VGA. Ở 3 mức này thì không ảnh hưởng đến FPS quá nhiều, nhưng nhiệt độ VGA thực sự đã giảm rõ rệt từ khoảng 10 đến 15 độ. Mình rất hài lòng về cách này. Nhưng có một điều là khi setting cho MSI Afterburner thì hạ power limit xong, reset máy thì phần mềm lại không lưu chỉ số đó. Vậy cách nào để lưu chỉ số mình đã chỉnh hay là không? Mình rất thích cái kiểu đặt câu hỏi này, cực kỳ chi tiết. Và mình cũng trả lời luôn cho bạn một cách đơn giản thôi. Thực ra mở ở trên cái giao diện MSI Afterburner, sau khi mà bạn chỉnh xong tất cả, các bạn để ý ở phía bên góc nó sẽ có số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó chính là cái profile mà các bạn sẽ lưu lại. Bây giờ chỉ việc đơn giản là bấm vào cell ở cái vị trí, ví dụ như là 1, 2 gì đó đi, tùy theo ý của bạn. Sau đó bấm vào cái ở phía bên đối diện sẽ có cái hình là cửa sổ Windows, để đảm bảo rằng cái profile của bạn sẽ được chạy ngay khi Windows được khởi động. Câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn N Thân. Mấy anh ơi, cho em hỏi card đồ họa có càng nhiều nhân CUDA thì hiệu năng càng cao có phải không? Em đang dùng là 3060T. Theo mấy anh thì 3060T sẽ sử dụng tốt được khoảng bao nhiêu năm nữa trong tương lai ạ? Em cảm ơn GearVN. Cái vế mà càng nhiều nhân CUDA thì hiệu năng càng cao, mình xin bỏ nhỏ và không trả lời ở đây. Mình muốn các bạn ở trong kênh GearVN, các bạn có thể comment ngay phía bên dưới cái quan điểm của bạn về cái vấn đề là đúng hay là sai. Mình trả lời với sau là đang dùng 3060T, theo mấy anh thì sử dụng được tốt trong khoảng bao nhiêu năm nữa? Thì cái này là mình với anh Tiến đã nói rất là nhiều rồi.
Thực ra thì cái con 3060 nó mạnh và mình đảm bảo với bạn là dùng khoảng tầm 5 năm nữa rất ok. Và nếu như mà trong trường hợp mà bạn cũng không có quá nhiều cái nhu cầu chơi game thì có thể sử dụng tới 8 năm nữa. Còn trong cái câu hỏi đầu tiên thì mình bật mí một xíu nhé. Ở bên NVIDIA họ mới gọi là nhân CUDA, còn bên Radeon họ đâu có gọi là nhân CUDA đâu. Vậy thì rõ ràng là câu hỏi đó nó có vấn đề đúng không nào? Câu hỏi tiếp theo là đến từ bạn Anh Hoàng. Cho mình hỏi là mình đang sử dụng đa màn hình từ 3 độ lên thì có cách nào để có thể sử dụng được cả hai chế độ là duplicate và extend cùng một lúc hay không ạ? Ví dụ như là dùng 3 màn hình với một màn để duplicate để hiển thị giống nhau và màn thứ 3 thì để extend với màn 1 và 2. Cái này Tài có nghĩ ra được cách nào không? Như mình thì mình chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện là sử dụng giống như bạn. Tại vì mình thường hay sử dụng cái duplicate là chính rồi. Trong cái trường hợp mà bạn đang sử dụng cái số lượng màn cao như thế này thì mình đề xuất bạn nên sử dụng những cái thiết bị bổ trợ bên ngoài để cho nó đảm bảo hơn về cái mặt truyền hình ảnh cũng như là quản lý nó có một chút gì là chuyên nghiệp hơn. Mình đang sử dụng một cái có thể gọi là rẻ nhất. Nó là một cái để chia HDMI từ 1 ra làm 2. Và chúng ta hoàn toàn có những cái sản phẩm chia được nhiều hơn thế này. Và tất nhiên chúng ta sẽ cắm thêm dây nguồn vào, cái này là đơn giản nhất. Thì chúng ta sẽ làm từng bước cơ bản thôi. Đầu tiên giả sử mình có một sản phẩm đang có một chiếc màn hình bình thường, mình sẽ gắn thêm một cái màn hình thứ hai và mình sẽ để là extend nó lên. Tức là bây giờ hai màn hình độc lập với nhau. Ngay sau đó thì lúc này mình sẽ cắm cái màn hình extend đó, mình cắm thay vào, thay vì mình cắm vào màn hình thì lúc này mình cắm vào cái chia HDMI này. Và từ đây mình mới chia ra hai màn hình. Thì hai màn hình này sẽ đảm bảo hoàn toàn giống nhau, tức là đang duplicate. Như vậy đã đảm bảo thỏa mãn được cái bài toán đầu tiên, đó là cái màn hình đầu tiên là extend với hai màn hình còn lại đang được duplicate. Câu hỏi tiếp theo của một bạn mang tên là Cường Phạm có hỏi là: anh ơi, hình ảnh cụ thể là chữ trên Chrome em đang xem thì xuất từ HDMI lên laptop xong cứ mờ mờ, lap em kẹt là dòng NVIDIA. Hiện tại thì đối với các chiếc laptop, mình không chắc là bạn đang sử dụng chiếc laptop nào, nhưng mà nếu như sử dụng các chiếc laptop mà khá là cũ ở đời trước á thì cái độ phân giải thường nó sẽ không đủ Full HD đâu. Thường nó sẽ là 1378 nhưng 1368. 1368 nhân với lại bao nhiêu? 768. Đấy, nên nó rất là cũ rồi. Thì đối với các chiếc màn hình mà độ phân giải như thế, mà nếu như các bạn duplicate lên từ cái laptop mà lên trên màn hình của Windows ở trên máy tính một màn hình rời đấy, thì có thể là nó sẽ không nhận độ phân giải ở trên cái màn hình kia. Nó sẽ bị kéo ra. Nó giống như cái câu chuyện đó là từ nhỏ mà mình kéo ra to, thế là nó bị thiếu mất điểm ảnh. Vậy thì mình có thể xử lý cái này như thế nào? Trong trường hợp nếu như bạn may mắn mà có được một chiếc card màn hình trên laptop nó tương đối mạnh, cái này thì mình không dám chắc, thì mình hoàn toàn có thể để là extend đi, và lúc này thì cái màn hình rời của mình có thể kéo lên được tới là Full HD. Còn trong trường hợp nếu như bạn nhất quyết luôn đó là bây giờ cái máy này nó yếu quá, thì mình có một cách khác đơn giản hơn, đó là bạn gập cái màn hình laptop lại. Đúng rồi. Thì cái sức mạnh của con VGA nó sẽ được giống như sức mạnh tần bạn đó, nó sẽ bốc lên và nó truyền qua cái màn hình kia và nó có thể hiển thị được đầy đủ độ phân giải. Tuy nhiên, nói đây cũng phải nói lại, cái cách này nó có một cái vấn đề tương đối nhỏ nhỏ, đó là khi mà cái laptop mình hoạt động nó luôn luôn có nhiệt và nó tỏa lên cái màn hình nếu các bạn úp cái màn hình xuống, và về lâu về dài nó có thể ảnh hưởng tới cái việc đó là màn hình sẽ bị chảy mực, bị lỗi, vân vân và mây mây. Và mình cũng gặp trường hợp này khá là nhiều lần rồi, cho nên nếu sử dụng cũng nên hết sức phải cân nhắc cái chuyện này. Vậy là chúng ta cùng nhau đã trải qua số hồi đáp số thứ 3 của năm 2021. Hy vọng là các bạn sẽ có một cái mùa Tết thật là vui trong những cái thời gian sắp đến. Hiện tại thì cũng cận Tết rồi. Và cái thời điểm mà cái Given Showroom ở cái chi nhánh thứ 3 cũng đã chuẩn bị được mở ra. Anh em có thể chuẩn bị đến để mà đón khai trương của bọn mình. Thêm vào đó nữa thì ở phía bên dưới bọn mình sẽ để một cái link của chương trình GFest của năm 2021. Các bạn có thể vào đó. GFest là một chương trình giúp cho các bạn có những cái deal cực hot dành cho các sản phẩm dành cho mỗi ngày với số lượng cực kỳ giới hạn. Anh em có thể click vào đó để mà xem có sản phẩm nào mình muốn mua trong dịp Tết này hay là không nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.